Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn huyện Kế Sách tương đối ổn định. Tuy nhiên, hiện bước vào mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt là tại các bến khách ngang sông. Mời khán giả cùng theo dõi phản ánh sau. Bến phà liên tỉnh của gia đình ông Hứa Văn Lớn, xã Phong Nẫm được cấp phép hoạt động trên 16 năm nay. Trung bình mỗi ngày có hơn 100 lượt khách qua lại giữa hai tỉnh là Sóc Trăng và Trà Vinh. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, chủ phương tiện thường xuyên tu bổ phà và tự giác không vận chuyển khách trong những lúc mưa lớn gây mất an toàn giao thông. Những cố gắng trên đã tạo được an toàn niềm tin cho hành khách trên mọi chuyến đò ngang. Bến phà này là bến phà An Lạc Tây qua dầm Bến Cát. Thời gian mình đi khoảng 30 phút. Nếu mà đang đi ngoài sông mà thấy sắp có mưa bão tới thì mình phải dùng cách nào đó cập bến. Sớm nhất thông báo bà con biết, cô bác biết, rồi mặc áo phao, rồi bình tĩnh. Thí dụ như có dòng gió thì cô bác cứ bình tĩnh. Hiện nay trên địa bàn huyện Kế Sách có 29 bến khách ngang sông được cấp phép hoạt động, trong đó có 7 bến liên tỉnh và 22 bến nội địa. So với những năm trước đây, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn đã được cải thiện đáng kể. Do được các ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, kết hợp với việc kiểm tra xử lý đối với các lỗi vi phạm, nên ý thức của người kinh doanh phương tiện đò ngang đã được nâng lên. Tiên là giấy tờ, đăng ký đăng kiểm đầy đủ, về phao bọng đầy đủ, về ví dụ thấy nó cũ rồi đó, thì nó dơ rồi mình bỏ, mình thay áo mới, rồi phao tròn đồ cũng đầy đủ hết luôn. Ví dụ khách đồ hàng xuống mình sắp xếp đàng hoàng cho nó ngồi có nơi có chỗ, rồi không cho ngồi phía trước, dồn vô trong hết trơn luôn, sắp xếp đàng hoàng rồi mới cho chạy. Mưa gió lớn đâu mình đậu lại, mình đợi khi nào cơn mưa nó thoáng qua rồi mình mới chạy được. Với tình hình thời tiết mưa bão thất thường như hiện nay, việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cần được chú trọng hơn nữa, đặc biệt là việc thường xuyên kiểm tra các bến đò ngang của lực lượng chức năng. Qua đó, nhằm chấn chỉnh hoạt động của các bến khách ngang sông theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức cho chủ khai thác, người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện, để đảm bảo giao thông đường thủy thông suốt, tránh xảy ra tai nạn trong quá trình hoạt động. Để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, thường trực ban an toàn giao thông cũng sẽ tiếp tục căn cứ vào kế hoạch xây dựng phối hợp đã được ban hành đó, thì cũng là thường xuyên kiểm tra các cái đầu bến về cái giấy phép bến, rồi phương tiện cũng như cầu bến phải đảm bảo các cái điều kiện trước khi là xuất bến, như là phao cứu sinh, áo phao an toàn. Sau dịch Covid-19, hiện nay cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường mới. Nhiều tuyến kênh sông trên địa bàn huyện Kế Sách, lưu lượng người xe qua phà đò ngang cũng đông hơn. Tuy nhiên, mùa mưa bão luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an toàn giao thông đường thủy. Do đó, để đảm bảo an toàn, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự chủ động của chủ phương tiện, thì đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa để tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.